Lấy cuốn sách cất vô cho má. Lấy cuốn sách nữa. Đứa đằng kia cuốn sách kìa. Dẹp cuốn sách vô cho má. Còn đấy nữa, đây nè. Andrew, go to sleep. Phá quá. Đâu cứ dẹp gối lên cho má nè. Đi lên. Em lấy mấy gối dẹp lên cho má nhanh. Em bye.